Chào các bạn, trong clip này thì mình muốn giới thiệu với các bạn một chiếc bàn mà mình đã chế tạo ra, tận dụng lại những đồ xe đạp điện đã hỏng. Trong quá trình sửa chữa xe đạp điện thì mình đã tận dụng lại những đồ không còn sử dụng nữa để tạo ra chiếc bàn này. Những vật dụng mà mình đã dùng để làm bàn gồm một tấm gỗ phẳng, một chiếc càng chiếc cổ xe được mình lấy từ một chiếc xe bị tai nạn, bị gãy càng và không còn sử dụng được nữa. Chân bàn thì được mình làm từ một chiếc vành xe điện bị hỏng và một thanh sắt nhỏ để cố định mặt bàn. Rất là đơn giản, tất cả chỉ có vậy. Công việc đầu tiên là bạn dùng máy cắt để cắt hai cái mỏ của càng trước ra. Sau khi cắt xong thì bạn sẽ được như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ hàn thanh sắt vào hai cái càng. Để cho thang cân bằng, mình dùng một chiếc livo. Giờ thì bạn chỉ cần vít ốc lại là xong. Và đây là thành quả của mình sau khi đã lắp xong. Rất là thú vị phải không nào? Nếu các bạn thấy hay, hãy theo dõi kênh của Xe Điện Hải Đăng để được cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.